Làm như thế nào để livestream mà cả ngày luôn cũng không hết chuyện để nói? Giống như cái bạn này học viên mới của Hưng thôi, thì bạn ấy cũng rất là kiên trì trong cái việc livestream và có cái livestream đã có được bao nhiêu ạ? 140 mấy triệu như thế này, trong vòng 10 tiếng, một mình nói thôi anh chị, và chỉ cần bán quạt như này thôi thì cũng đã có tiền trong livestream được rồi. Thì với cái trải nghiệm mà nhiều năm livestream như vậy thì Hưng cũng chia sẻ với các bạn như thế này. Tất nhiên là cái thời gian đầu livestream nó gặp nhiều khó khăn lắm. Nó khó khăn ở đây là thứ nhất là mình không có kiến thức, thứ hai là mình livestream nhiều người bạn bè rồi xung quanh nó chọc, bữa nay mày cũng bị đặt livestream hả rồi này kia. Thì cái khoảng thời gian đó là khoảng thời gian mà Hưng cảm thấy là nó khó khăn nhất đến chị. Nhưng mà không quan trọng, Hưng biết được một điều là tao đã đóng tiền đi học rất là nhiều rồi, cho nên bây giờ tao phải làm. Không làm thì mình cảm thấy nó bị mất tiền, nó đau khổ anh chị, đúng không anh chị? Cái người mà đã đi đóng tiền rồi thì cái hành vi của họ phải làm để ra kết quả. Còn đã đóng tiền rồi mà không làm thì tự nhiên nó cái cảm thấy đau khổ, mất tiền mà còn gia đình còn nói này kia nữa. Thì cho nên Hưng đã quyết định Hưng làm rất là mạnh mẽ và Hưng đúc kết được cái công thức như này để livestream. Thì Hưng có từng bước như thế này cho anh chị. Đầu tiên này, nếu như mà mình livestream thì anh chị chuẩn bị cho Hưng với một cái góc quay. Chuẩn bị cho Hưng một cái góc quay chỉnh chu. Hưng đi qua Trung Quốc, Hưng thấy người ta có những cái phòng livestream anh chị rất là chỉnh chu, có một cái phòng, sau đó có một cái góc người ta trang trí, sau đó người ta đặt một cái bàn để người ta livestream. Thì anh chị có thể xem những cái ví dụ này này, những cái hình ảnh như này. Đấy, thì nó có những cái góc như vậy, người ta ngồi người ta livestream rất là chỉnh chu. Và khi mà chỉnh chu như vậy á thì cái người mua hàng ấy, người ta thấy mình là chỉnh chu, người ta thấy là chuyên gia như vậy thì người ta mới có cái niềm tin người ta mua chứ. Chứ mình livestream mà mình để cái phòng nó bừa bộn như này rồi nó xấu như này thì tự nhiên không ai xem. Cái thứ hai là anh chị nhớ nè, livestream á thì mình để đèn nó sáng lên. Đèn nó phải sáng mặt cái đã. Chứ bây giờ mình livestream mà cái mặt nó tối thui rồi thì làm sao mà người ta xem được, đúng không? Nó xấu. Cái thứ ba là mình phải ăn mặc chỉnh chu một xíu. Rồi khi bắt đầu livestream là mình vô mình nói luôn. Thì bắt đầu vô livestream là mình nói luôn, chứ bây giờ mình vô livestream mình còn sửa soạn tóc tai này kia họ đi mất rồi. Cho nên là livestream là vô một cái là cười xong là nói luôn. Thì đó là một cái mẹo để anh chị có thể chuẩn bị. Nhớ là một cái góc livestream nè, rồi ánh sáng nè, rồi vô livestream là phải nói luôn. Cái tiếp theo là cái công thức quan trọng, làm như thế nào để anh chị có thể livestream liên tục cả ngày cũng được. Thì Hưng có một cái mẹo như thế này. Thông thường á, Hưng sẽ ngồi, ví dụ như Hưng livestream về khóa đào tạo video của Hưng đi, tại vì Hưng có đào tạo về video bán hàng. Thì để mà khi mà Hưng livestream trên TikTok để Hưng thu hút những cái người mà quan tâm tới cái việc làm video về, thì Hưng sẽ viết ra những câu hỏi như này. Hưng sẽ viết ra tờ giấy như này, Hưng viết ra tầm 10 câu hỏi thôi. Thì Hưng thì có rất là nhiều câu hỏi, tại vì mỗi lần khách hàng hỏi Hưng thì Hưng viết lại. Thì khi mà Hưng livestream thì Hưng lấy những câu hỏi đó ra Hưng làm. Hưng lấy ví dụ như thế này, Hưng hỏi là các bạn hay hỏi Hưng là làm video thì nếu như chúng ta bị flop thì chúng ta có bỏ kênh nữa không hay là chúng ta làm tiếp? Thì bây giờ Hưng ngồi Hưng trả lời. Hưng trả lời xong thì Hưng hỏi câu thứ hai, có nghĩa là dùng chiến lược là tự hỏi tự trả lời đó anh chị. Hưng hỏi tiếp nè, các bạn hay hỏi Hưng á là một cái điện thoại thì có xài được nhiều kênh TikTok hay không? Thì bây giờ Hưng trả lời cho các bạn nha, một cái điện thoại thì các bạn có thể xài nhiều kênh TikTok, nó không có bị flop hay là nó không có bị hạn chế người xem gì cả, cái việc đó là việc bình thường. Người ta cho thì mình xài thôi, cho nên các bạn xài thoải mái. Rồi tiếp tục Hưng trả lời câu hỏi, Hưng hỏi và Hưng hỏi câu hỏi thứ ba, đúng không? Thì Hưng hỏi Hưng trả lời như vậy. Thì ở trong comment á, thì người ta thấy Hưng nói về những cái điều đó, thì bắt đầu người ta vô người ta cũng hỏi. Và khi người ta hỏi ở dưới á, thì mình lại diễn chị, mình lại trả lời những câu hỏi đó. Có khi Hưng hỏi của Hưng tới 3 tới 4 câu thôi, thì Hưng đã có rất là nhiều câu hỏi của khán giả họ hỏi rồi. Thì mình chỉ cần trả lời câu hỏi của khán giả thôi. Thì Hưng nói với anh chị là đã hết được mấy phút rồi. Trả lời 3 câu hỏi thôi hết 15 phút rồi, một câu hỏi cho 5 phút thôi. Thì anh chị trả lời hết bao nhiêu ạ? 12 câu hỏi là hết 1 tiếng rồi. Thì chúng ta soạn ra 20 câu hỏi, chúng ta like mấy tiếng đồng hồ chả được. Nhưng mà trên TikTok thì anh chị có thể like là 2 tiếng đồng hồ một ngày thì dễ được đề xuất hơn. Anh chị cứ like nhiều đi, like nhiều nó sẽ học được kỹ năng nói, kỹ năng biểu cảm khuôn mặt mình trước ống kính ấy. Tất nhiên là lúc đầu anh chị livestream thì mặt mình lúc nào nó chả xin chào các bạn nha. Không biết là các bạn có đang coi livestream của mình không? Sao không ai coi vậy ta? Như vậy thì nó chán, cho nên là để mà tự tin hơn á, thì các bạn cứ tự viết cho các bạn tự hỏi tự trả lời là nó dễ nhất. Tại vì sao phải làm như vậy? Tại vì khi mình viết câu hỏi ra thì có nghĩa là mình đã biết câu trả lời rồi. Và khi mình tự hỏi mình tự trả lời được thì mình có phải là mình rất là chủ động không? Thì mình rất là chủ động trong cái việc livestream chứ mình không có bị động. Tại vì nếu như chị cứ ngồi đợi người ta vô người ta hỏi, sao không ai hỏi gì ta? Không ai hỏi gì ta? Ủa có mất mới gì đâu người ta hỏi. Cho nên là tốt nhất là mình tự hỏi tự trả lời để mồi sau đó họ cũng sẽ hỏi theo. Và hỏi cái gì thì mình ghi lại. Người ta hỏi cái gì anh chị cứ ghi lại cho Hưng. Thì sau đó anh chị sẽ có một bộ câu hỏi. Và hết ngày này tới ngày kia anh chị coi cứ livestream như vậy. Và nếu như anh chị hỏi hết rồi thì sao? Thì anh chị hỏi lại. Hưng lấy ví dụ này, có anh chị nào mà ngồi coi livestream của người khác mà tới vài tiếng không? Ít lắm. Còn anh chị trung bình là người ta coi từ 1 phút rưỡi tới 3 phút là người ta đi rồi. Người ta coi người ta thấy hay là người ta mua hàng người ta đi. Chứ không bao giờ mà người ta ngồi người ta chờ đợi anh chị để anh chị coi hết, không có. Tại vì ở trên đó có nhiều người livestream á, không có người này thì có người kia, đúng không? Cho nên anh chị nhớ giùm Hưng với một cái chiến lược quan trọng. Hưng tổng kết lại cho anh chị là như thế này. Đầu tiên là phải có ánh sáng đẹp. Thứ hai là phải có một cái bối cảnh phía sau lưng, nó chỉnh chu, nó chuyên nghiệp.
đúng không? Thứ ba là anh chị phải sửa soạn chỉnh chu, đừng có lên đây rồi sửa, bắt đầu vô là cười là nói luôn. Thật sự phải năng lượng, nhớ ghi cái từ vô, từ năng lượng. Năng lượng là một trong những cái từ vô cùng quan trọng khi live stream. Nếu mà live stream như này là người ta đi hết, không thể nào mà người nói cái tè như này người ta đi. Và nếu như Hưng làm video mà Hưng nói như này thì anh chị nghe anh chị chán, anh chị cũng đi nữa, huống chi là lên live stream đúng không ạ? Cho nên là mình phải nói năng lượng lên. Và cách đặc biệt cuối cùng là từ khóa là tự hỏi tự trả lời, liệt kê ra tất cả những cái câu hỏi mà khách hàng đang hỏi. Và có một cái hay nữa là anh chị lấy câu hỏi đó anh chị làm video. Anh chị có coi cái kênh của Hưng đâu, anh chị follow kênh của Hưng hoặc là cái kênh ở trên TikTok của Hưng ấy, kênh Hưng Huỳnh Đào Tạo ấy, thì tất cả cái video đó là những câu hỏi của anh chị. Thì thường là anh chị hỏi cái gì thì Hưng sẽ trả lời cái đó. Nó đơn giản như vậy thôi thì nó ra được một video. Quan trọng là tốc độ làm video anh chị nha. Thì bên cạnh đó Hưng còn có những cái cách làm video khác nữa. Thì hôm nay Hưng muốn chia sẻ cho anh chị cái cách để làm live stream. Còn nếu mà anh chị muốn biết được cái cách để làm sao lên xu hướng thì anh chị có thể tham khảo ở trong cái đường link ở dưới đấy. Đường link ở dưới cách làm sao để thu hút người xem ngay những giây đầu tiên. Có ở trong cái landing page của Hưng đó thì anh chị vô đây anh chị xem, anh chị tham khảo. Ok, cảm ơn anh chị rất là nhiều. Hôm nay muốn chia sẻ cho anh chị cách làm sao để live stream liên tục và tạo ra những đơn hàng giống như học viên của Hưng như vậy. Bye bye và hẹn gặp lại anh chị. Nếu có câu hỏi gì anh chị cứ comment ở phía dưới và nhớ follow kênh của Hưng để có động lực Hưng tiếp tục ra những video mới nha.